Nhìn lại phía sau, khiến cô gái bỗng nhiên tóc váy lên, điều khiển thú cưng đứng trên bồn cầu đi đáy và không quên xả nước, dịch chuyển lên đỉnh tháp trong nháy mắt. Vậy anh chàng này là ai? Tại sao anh ta lại có sức mạnh siêu nhân như vậy? Mấy ngày trước đó, Bruce là một nhân viên văn phòng. Cuộc sống của người đàn ông này hoàn toàn không may mắn, bị sếp đuổi ra khỏi công ty, chỉ vì đi làm không đúng giờ quy định, đi chơi cũng bị nhóm côn đồ uy hiếp, lái xe mất tập trung và tông vào đèn đường. Chiếc ô tô bị tông trực diện và nát bét. Nhận được cuộc gọi phỏng vấn, anh ta vội vàng lái xe đi, nhưng không bao giờ tưởng tượng một ông già bí ẩn xuất hiện, tự xưng là thượng đế. Điều đó khiến Bruce không tin. Khi Bruce là bạn cũng mắng tôi vì không cho bạn cơ hội, bây giờ tôi sẽ cho bạn một cơ hội, bạn sẽ có tất cả quyền lực của tôi. Bruce không tin và cho rằng ông già bị loạn thần kinh, khiến anh ta sợ hãi và bỏ chạy. Khi lên xe và không thể nổ máy, Bruce hét lên ra lệnh cho chiếc xe khởi động, thế là xe đã nổ máy. Vì thế Bruce muốn bình tĩnh lại và gọi một tách cà phê. Bruce muốn một cái thìa, kết quả là một chiếc thìa đã ra khỏi miệng. Điều này làm cho ông cụ bên cạnh hoảng sợ, vì thế Bruce thử nghiệm lại lần nữa. Bruce thử vận khí với một bát canh cà chua, nào ngờ gió thổi tức thì, thế là bát canh chia đôi. Cuối cùng anh ta cũng tin rằng mình có sức mạnh của thượng đế. Thượng đế bất ngờ xuất hiện, hai quy tắc đã được thực hiện, không thể nói với người khác rằng cậu là thượng đế, không bao giờ can thiệp vào mong muốn của người khác. Sau đó ông già đi trên mặt nước và biến mất. Một ngày nọ Bruce rất hạnh phúc khi anh ta đang tung tăng trên một con phố. Khi Bruce quay lại, hóa ra anh ấy gặp côn đồ đã bắt nạt anh trước đó. Bruce từng bước tiến lại, giả vờ vu vơ, ê hai thằng chọc hôm nay là ngày dỗ chúng mày. Bọn côn đồ cứ ngỡ Bruce bị nháo, hãy xin lỗi, tao sẽ cho chúng mày đi. Tên chọc nói trừ khi mông tao mọc ra đầu con khỉ, tao sẽ xin lỗi mày. Thế là Bruce điều khiển suy nghĩ mong muốn của tên chọc, đúng như hắn mong muốn, con khỉ chui ra khỏi cái mông, khiến cả đám lưu manh hoang mang chạy trốn trong sợ hãi. Bruce nở một nụ cười xấu xa với con khỉ, điều khiển nó quay trở lại cái mông tên chọc. Quả nhiên, con khỉ bay vào mông hắn, khiến hắn ta nhăn mày nhéo mặt. Lúc này Bruce về nhà muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, đưa tay ra và biến thành một bó hoa. Cảnh đêm không đẹp lắm, anh lấy tay xua tan những đám mây đen, sau đó kéo ánh trăng lại gần hơn, vẽ thêm một vài ngôi sao nữa. Thế là Bruce đã có một đêm say đắm với bạn gái. Sáng sớm hôm sau, anh sẽ lấy lại công việc đã mất, xe hỏng chút chân ga biến thành siêu xe. Khi gặp tắc đường, với một cái vẫy tay, tất cả các xe đều dạt sang một bên. Để lấy lại công việc, anh ta sử dụng sức mạnh thần thánh, tiếp tục làm những điều kỳ lạ. Chó cảnh sát tìm thấy một xác chết, thiên thạch bất ngờ rơi xuống từ bầu trời, và anh ấy luôn đến hiện trường đầu tiên. Sau khi trở lại công ty, anh ta đã nhận được sự tán thưởng từ các đồng nghiệp, ăn mừng buổi tối với bạn gái, ăn tối lãng mạn dưới ánh đèn. Đột nhiên có vô số giọng nói bên tai anh, đang khó chịu, thượng đế đưa anh ta đến đỉnh núi Everest. Bruce thắc mắc, có chuyện gì với những giọng nói đó trong đầu tôi vậy? Ông già nói, đó là những người đang cầu nguyện cho bạn. Nếu bạn không giải quyết nó sẽ tiếp tục tạo ra tiếng ồn trong đầu bạn. Bạn đã giúp được bao nhiêu người trong một tuần với sức mạnh của tôi? Nghe xong Bruce lặng đi một lúc. Khi về nhà, Bruce quyết định giúp đỡ những người khác để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân loại. Anh ấy đã biến những điều ước thành những tờ giấy ghi chú, dán ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Có vẻ như điều này không thể thực hiện được. Vì thế Bruce nhập điều ước vào máy tính. Khi tất cả các điều ước đã được đồng ý, nhưng chọn từng lệnh đồng ý của từng người quả là loạn não. Vì thế anh ta suy nghĩ, khi xem xét kỹ hơn, có hơn 3 triệu lượt, và tạo ra một lệnh ôn, chỉ cần Enter sẽ đồng ý tất cả mọi người. Mong muốn của mọi người trở thành sự thật, cô có thể giảm 20 cân bằng cách uống nước, giá cổ phiếu tăng gấp 3 trong 5 ngày. Vô số người đã trúng giải xổ số độc đắc, tại nhà hàng tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ. Bất ngờ một người phụ nữ xinh đẹp ôm hôn Bruce một cách thắm thiết, sau một nụ hôn ấy, đang say đắm. Đột nhiên, cô bạn gái xuất hiện vô tình nhìn thấy, anh vội vàng giải thích, nhưng bạn gái anh không muốn nghe một lời, thế là cô ấy giận dữ và rời đi. Mặc dù Bruce cố gắng giải thích, anh ta muốn sử dụng sức mạnh thần thánh để xóa ký ức này về bạn gái của mình, nhưng nó không hoạt động, khi anh ấy bất lực. Lúc này một cách nhanh chóng, mong thượng đế sửa chữa mớ hỗn độn này, ông nói, mọi người luôn yêu cầu tôi ban cho điều ước của họ, nhưng không bao giờ nhận ra bản thân họ có khả năng hiện thực hóa mong muốn của mình, dọn dẹp với thượng đế. Đột nhiên Bruce nhận ra một điều, ngày hôm sau anh ta tắt hệ thống thần thánh, bắt tay và làm hòa với các đồng nghiệp một cách tích cực, đào tạo thú cưng bằng chính khả năng của mình. Ngày này, anh ấy đã học được từ chị gái của bạn gái mình. Bạn gái cầu nguyện cho anh ấy mỗi ngày, anh vội vàng mở hệ thống thần, phát hiện ra mọi lời cầu nguyện của bạn gái đều dành cho anh ấy. Thế rồi Bruce đến cửa sổ của bạn gái với cảm giác tội lỗi, thấy bạn gái khóc, anh xin thượng đế cho cô ấy quên mình đi, nhìn thấy người mình yêu như vậy, Bruce vô cùng tuyệt vọng, anh bất lực quỳ dưới mưa, than vãn với thượng đế. Đột nhiên một chiếc xe vụt qua, tiễn anh ấy về với ông bà ông vải. Vì thế thượng đế ban cho Bruce thực hiện một điều ước. Bruce không đề cập đến bản thân của mình, mà anh chỉ hy vọng, anh ước mong tìm được một người thực sự yêu thương cô ấy thật lòng. Thượng đế tràn đầy niềm vui và chọc anh ấy, hóa ra Bruce vẫn còn sống sau vụ tai nạn. Khi Bruce thức tỉnh trong viện bên cạnh cô bạn gái, cô nhận ra rằng Bruce rất yêu cô, hai người ôm nhau tràn đầy hạnh phúc. Anh ấy cũng nhận được sự tha thứ của bạn gái. Một ngày nọ, Bruce tự tìm một công việc dựa trên khả năng test. Bộ phim đã đến hồi kết, tên phim mình để dưới phần mô tả, tiện cho các bạn lên Google tìm kiếm. Hãy ủng hộ kênh bằng những lượt like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!